Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Ở tiết ôn tập này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại một số kiến thức đã học để chuẩn bị cho tuần 10 chúng ta sẽ làm kiểm tra giữa kỳ. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 2, chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp. Thời gian làm bài là 45 phút. Đề bài gồm có 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn thi giữa kỳ gồm có 3 bài, bài số 8 phòng chống bạo lực học đường, bài số 9 là quản lý tiền và bài số 10 nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội. Về nội dung ôn tập, lý thuyết các em xem kỹ cho cô phần 2 La mã khám phá, phần này trong sách giáo khoa có và cô đã cho các em ghi vào trong tập. Về phần bài tập thì các em xem cho cô một số câu trắc nghiệm và bài tập trong sách giáo khoa. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu một số câu trắc nghiệm của bài số 8 phòng chống bạo lực học đường, bởi vì phần nội dung bài học chúng ta đã ghi vào tập và chúng ta cũng đã có trong sách giáo khoa. Câu số 1: hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Bạo hành trẻ em. B. Bạo lực học đường. C. Bạo lực gia đình. Và D. Là tệ nạn xã hội. Và sau đây là gợi ý câu trả lời của cô. Đáp án là B. Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục. Phần nội dung này có nằm trong sách giáo khoa trang 46. Câu hỏi số 3: hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường? A. Tâm sự, chia sẻ khi bạn cùng lớp có chuyện buồn. B. Tẩy chay, xa lánh các bạn cùng lớp. C. Gây gỗ, đánh nhau với các bạn cùng lớp. D. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn học. Và gửi câu trả lời của cô là đáp án A. Tâm sự, chia sẻ khi bạn cùng lớp có chuyện buồn không phải là biểu hiện của bạo lực học đường. Câu hỏi số 4: nguyên nhân khách quan của bạo lực học đường là do A. Sự phát triển của tâm lý lứa tuổi. B. Sự thiếu hụt kỹ năng sống. C. Mong muốn thể hiện bản thân. D. Tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực. Và gợi ý trả lời của cô đó là câu D. Nguyên nhân khách quan của bạo lực học đường là do tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực. Câu số 5: hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực học đường? A. Quan tâm giúp đỡ bạn cùng lớp. B. Đánh đập xâm hại thân thể bạn học. C. Hỗ trợ động viên khi bạn gặp khó khăn. D. Quan tâm động viên khi bạn gặp chuyện buồn. Và đáp án của cô là B. Đánh đập xâm hại thân thể bạn cùng lớp là biểu hiện của bạo lực học đường. Câu số 6: nguyên nhân chủ quan của bạo lực học đường là do A. Sự phát triển của tâm lý lứa tuổi. B. Cha mẹ thiếu sự quan tâm đến con cái. C. Thiếu sự giáo dục của gia đình. D. Tác động của trò chơi điện tử. Và đáp án của cô A. Nguyên nhân chủ quan của bạo lực học đường là do sự phát triển của tâm lý lứa tuổi, tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình là những nguyên nhân khách quan dẫn đến bạo lực học đường. Câu số 7: hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực học đường? A. Ông ca đánh con vì trốn học để đi chơi game. B. Cô giáo phê bình bạn B vì thường xuyên đi học muộn. C. Bạn T đe dọa sẽ đánh bạn em vì không cho mình chép bài. D. Bạn A nhắc nhở bạn Q không nên nói chuyện vào giờ học. Và đáp án của cô là C. Bạn T đe dọa sẽ đánh bạn em vì không cho mình chép bài là biểu hiện của bạo lực học đường. Đây là hình thức bạo lực về tinh thần. Mặc dù chưa có hành vi bạo lực nhưng hành vi đe dọa rất có thể dẫn đến hành vi bạo lực. Câu số 8: trong giờ học, em vô tình nghe thấy bạn H và bạn K bàn với nhau sau giờ học sẽ đón đầu đánh bạn A khi đi học về.
Trong trường hợp này em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào? A. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân. B. Báo với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp kịp thời. C. Rủ các bạn khác trong lớp cùng đi xem đánh nhau. D. Bảo vệ bạn A bằng cách đánh lại các bạn H và K. Và gợi ý trả lời của cô đó là B. Trong trường hợp này em nên báo với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp kịp thời xử lý. Tình huống kế tiếp. Mỗi ngày đi học, trong ngăn bàn của bạn Hờ lại có một lá thư với nội dung chê bai cưng nặng. Hờ rất khó chịu, lo sợ và áp lực. Tuy nhiên, Hờ không kể cho ai nghe và tự nhủ, mình nói ra không biết có ai giúp đỡ giải quyết không. Nếu là bạn thân của bạn Hờ và tình cờ biết được chuyện, em sẽ làm gì? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Nếu là bạn thân của Hờ và tình cờ biết chuyện, em sẽ an ủi Hờ và theo dõi sự việc xem ai là người đã để lại lá thư đó. Tìm gặp và nói chuyện với bạn đó rằng việc làm của bạn là sai. Bạn đang cố ý lăng mạ, dùng lời lẽ xúc phạm đến bạn học của mình và đây là hành vi bạo lực học đường. Nếu bạn kia tiếp tục tái phạm hành vi lăng mạ bạn Hờ, em sẽ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nhờ cô giúp đỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài số 9 là bài quản lý tiền. Cô có câu hỏi số 1. Quản lý tiền hiệu quả là A. Biết sử dụng tiền một cách hợp lý. B. Dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu. C. Hà tiện giảm tối đa mức độ chi tiêu. D. Tiêu hết số tiền mà mình đang có. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Chúng ta sẽ chọn đáp án A. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lý. Câu số 2. Biết sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến được gọi là A. Tiết kiệm tiền hiệu quả. B. Kế hoạch chi tiêu. C. Quản lý tiền hiệu quả. Và D. Chi tiêu tiền hợp lý. Và sau đây là gợi ý câu trả lời. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. Câu số 3. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta A. Tăng thu nhập hàng tháng. B. Nâng cao đời sống vật chất. C. Chủ động chi tiêu hợp lý. Và D. Nâng cao đời sống tinh thần. Gợi ý câu trả lời của cô. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta chủ động chi tiêu hợp lý, rèn luyện tiết kiệm, dự phòng cho trường hợp khó khăn và đầu tư cho tương lai. Câu số 4. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả? A. Chủ động chi tiêu hợp lý. B. Rèn luyện tiết kiệm. C. Dự phòng khi khó khăn. D. Nâng cao thu nhập hàng tháng. Và gợi ý câu trả lời của cô là chúng ta sẽ chọn câu D. Quản lý tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta chủ động chi tiêu hợp lý, rèn luyện tiết kiệm, dự phòng cho trường hợp khó khăn và đầu tư cho tương lai. Câu số 5. Một trong những nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là A. Chi tiêu thỏa thích. B. Tiết kiệm thường xuyên. C. Giảm thiểu nguồn thu nhập. D. Mua nhiều đồ xa xỉ. Và sau đây là gợi ý câu trả lời. Đáp án là B. Một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là chi tiêu hợp lý, tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu nhập. Câu hỏi số 6. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả? A. Chi tiêu hợp lý. B. Tiết kiệm thường xuyên. C. Tăng nguồn thu nhập. D. Mua nhiều đồ xa xỉ. Và đáp án của cô là D. Một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là chi tiêu hợp lý, tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu nhập. Câu số 7. Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình một công việc phù hợp với A. Độ tuổi, sở thích và điều kiện. B. Sở thích, mức lương, môi trường. C. Môi trường, mức lương cần. D. Sở thích, độ tuổi làm việc. Và đáp án của cô A. Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình một công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích và điều kiện. Câu số 8. Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện hoạt động nào dưới đây? A. Thu gom phế liệu. B. Nghỉ học để đi làm kiếm tiền. C. Làm tài xế xe ôm công nghệ. D. Đòi bố mẹ tăng thêm tiền tiêu vặt. Và đáp án của cô là A. Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện hoạt động phù hợp với khả năng, thời gian của mình như thu gom phế liệu, tăng gia sản xuất, tự làm các sản phẩm để bán,
cộng tác với một số tờ báo, trang tin điện tử tuổi học trò để viết tin và đăng bài, vân vân. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tình huống sau đây. Và chúng ta phải tư vấn cho bạn T cách quản lý tiền cũng như là tạo ra thu nhập như thế nào để phù hợp. Tình huống như sau: T là con duy nhất của một gia đình khá giả. Bạn ấy được bố mẹ đầu tư nhiều vào việc học. Ngoài giờ học, bạn T tranh thủ giúp chị họ ghi hình các sản phẩm để đăng bán trên mạng xã hội, kiếm thêm thu nhập. Bố bạn T không đồng ý và bảo rằng thời gian của con phải dành cho việc học. Con kiếm thêm thu nhập bằng cách này sẽ ảnh hưởng đến việc học của con. Và bạn T băn khoăn và tự hỏi, cách tạo thu nhập của mình cũng đúng mà tại sao bố lại không ủng hộ? Và sau đây là gợi ý câu trả lời của cô. Bạn T có thể tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng cách viết bài cho các trang báo. Cách này vừa giúp bạn T có thêm thu nhập, vừa rèn luyện kỹ năng viết bài. Hơn nữa, với công việc này sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn T, và dĩ nhiên bố mẹ bạn T sẽ không từ chối. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 10, nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu số 1: hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Tệ nạn xã hội. B. Bạo lực học đường. C. Bạo lực gia đình. Và D. Bạo hành trẻ em. Gợi ý câu trả lời của cô là: đáp án A. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống. Câu số 2: tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đến A. mọi mặt của đời sống. B. mọi học sinh trong nhà trường. C. công dân đủ từ 18 tuổi. Và D. công dân dưới 18 tuổi. Và câu trả lời của cô: đáp án A. tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống. Câu hỏi số 5: tệ nạn xã hội không bắt nguồn từ nguyên nhân nào sau đây? A. mặt trái của nền kinh tế thị trường. B. thiếu sự quan tâm giáo dục từ gia đình. C. sự thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ. D. sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Và đáp án của cô là D. sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ không phải là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như là mặt trái của kinh tế thị trường, môi trường sống không lành mạnh, thiếu quan tâm giáo dục từ gia đình, tò mò lười biếng, ham chơi đua đòi, thiếu sự hiểu biết và thiếu tự chủ. Câu hỏi số 3: có nhiều loại tệ nạn trong xã hội nhưng phổ biến nhất là A. ma túy, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan. B. bạo lực học đường, bạo lực gia đình. C. bạo lực gia đình, buôn bán gỗ trái phép. D. bán chất cháy nổ, động vật quý hiếm. Và câu trả lời của cô là A. tệ nạn xã hội phổ biến nhất bao gồm ma túy, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan. Câu hỏi số 4: tục ngữ có câu xem bói ra ma, quét nhà ra rác là nói về tệ nạn xã hội nào sau đây? A. ma túy. B. cờ bạc. C. mại dâm. Và D. mê tín dị đoan. Gợi ý câu trả lời của cô là D. câu tục ngữ xem bói ra ma, quét nhà ra rác là nói về tệ nạn mê tín dị đoan. Bài tập kế tiếp: em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào và vì sao? A. chỉ người lớn mới vướng vào các tệ nạn xã hội. B. đánh bài ăn tiền để vui không gọi là tệ nạn xã hội. C. hút thuốc lá để thể hiện bản lĩnh sành điệu. D. nếu đủ bản lĩnh thì sử dụng ma túy một lần cũng không sao. E. trò chơi điện tử có thể gây nghiện. G. học sinh tham gia cá độ bóng đá sẽ không bị xử phạt vì còn quá nhỏ. Và sau đây là câu trả lời của cô. Những câu mà cô đồng ý là câu E và câu G, và câu không đồng ý là câu A, B, C và D. Chào tạm biệt các em, chúc các em làm bài thi thật tốt.